Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người thuốc tăng cân Quýt 5 Whey của công ty Nguyễn Trần Cóp. Thuốc tăng cân Quýt 5 Whey của công ty Nguyễn Trần Cóp là sản phẩm tăng cân được nhập khẩu chính hãng từ Indonesia. Đây là sản phẩm đã được cấp phép nhập khẩu và phân phối trên toàn thế giới và là một trong những sản phẩm hỗ trợ tăng cân được ưa chuộng nhất hiện nay. Thành phần thuốc tăng cân Quýt 5 Whey được bào chế từ những thành phần tự nhiên nên hoàn toàn không có tác dụng phụ, không gây độc hại và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Khi mua sản phẩm thuốc tăng cân Quýt 5 Whey của công ty Nguyễn Trần Cóp, các bạn sẽ sở hữu một sản phẩm thuốc tăng cân như thế này. Mặt trước và mặt sau có in hình hai người với dáng rất là chuẩn, và để có được thân hình như thế này thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng sản phẩm Quýt 5 Whey. Với dòng chữ ở hai mặt này là 25 day for the difference, nghĩa là các bạn chỉ sử dụng sản phẩm trong vòng 25 ngày là đã có hiệu quả. Ngoài ra, phía bên phải của sản phẩm cũng có in một cái tem dạng nhỏ bằng tiếng Việt của công ty Nguyễn Trần Cóp. Khi mở hộp, bạn sẽ thấy một lọ thuốc có hình ảnh tương tự như ở vỏ hộp. Hình ảnh và chữ được in trên sản phẩm thuốc tăng cân Quýt 5 Whey thật sự rõ nét, không bị mờ và nhòe. Mỗi lọ thuốc tăng cân Quýt 5 Whey thật có hai tem 7 màu. Một tem nằm trên thân lọ, bạn sẽ thấy ngay như thế này. Một tem dán trên miệng lọ nên phải mở nắp lọ mới thấy. Thuốc tăng cân Quýt 5 Whey của Nguyễn Trần còn có một tem có in thương hiệu công ty được dán trên nắp lọ để phân biệt với các sản phẩm trên thị trường. Một điều dễ nhận thấy nữa đó là nội dung trên sản phẩm là toàn bộ bằng tiếng Anh, nếu là tiếng Việt thì đó là hàng giả. Bên trong mỗi lọ thuốc sẽ có 25 viên thuốc con nhộng màu trắng đục. Mỗi ngày bạn chỉ cần uống một viên sau ăn tối 30 phút là đủ. Thuốc tăng cân Quýt 5 Whey có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như protein, vitamin K, vitamin C, v.v. Thuốc có tác dụng giúp cải thiện quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng trong cơ thể, tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, từ đó giúp tăng cân hiệu quả trong thời gian ngắn mà không bị tích nước hoặc giảm cân khi ngưng sử dụng. Hỗ trợ cho vóc dáng chuẩn hơn đối với những người tập gym, dưỡng dáng. Sản phẩm đặc biệt thích hợp với những trường hợp như người gầy muốn tăng cân, người có khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn kém, người đang luyện tập thể hình, người ăn uống không ngon hay bỏ bữa. Để mang lại hiệu quả tốt nhất, một liệu trình nên dùng 2 lọ để mang lại tác dụng tăng cân và không bị sụt cân. Để mua thuốc tăng cân Quýt 5 Whey tại Nguyễn Trần, bạn hãy liên hệ tới số hotline 0906 852 188 hoặc tới địa chỉ 368 Quang Trung, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.